coi như là cái buổi giảng là về mặt tông mà cái đây là mục đích. Bây giờ sang cái phần câu hỏi. Thầy chỉ đạo Phật, dạ bây giờ con đang có 13 câu hỏi trên tay. Dạ 13 câu. Khoan, chút xíu, cho quý vị để, quý vị có những thầy chỉ xíu, tôi có thể giảm cho vài cái nữa nhỉ. Nhiều quá, cho. Đây, cái. Thấy không? Hồi đó mới có 2 tuổi à. Đó là đang chị thấy cái này là đây là vị lama mà tôi là cái này là tôi gọi là lopen đó. Lopen tức là tôi cầm chuông với lại cái damaru đó, cái này kèn này đó. Tôi còn vị này là umze tức là xài cái chậm chạp, tức là tu đó là pháp khí nào cũng phải xài hết đó. Nó trẻ quá, 22 tuổi à. Đó, tu thì phải ngồi trong cái thùng. Trời, có việc rồi. Ngồi trong cái thùng. Rồi, trời ơi, quý vị nhìn thấy hết là dữ rồi, không nhiều quá. Cái này là làm gọi là chân tu. Tức là cũng vừa mấy cái buổi lễ. Thôi cho cái coi sốt qua thôi. Thấy lần hai đặt bằng thấy không? Rồi thôi cho sơ những mấy cái đó thôi, trời nhiều quá. Rồi thôi. Dạ. Bây giờ có gì muốn hỏi gì không? Dạ đây, bây giờ con đọc trình tự các câu hỏi cho thầy và quý đại chúng nghe, và sau đó con sẽ trình tất cả các câu hỏi lên cho thầy để thầy tùy nghi giải thích cho quý đại chúng. Và bây giờ con đọc câu thứ nhất. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con nghe nhiều thầy có tiên đoán có thể có một biến động xảy ra cho thế giới, như trái đất có thể đổi trục tạo ra nhiều thiên tai toàn cầu. Trong trường hợp đó, chúng con đệ tử tại gia cũng như xuất gia nên phải làm gì để có thể làm giảm đi tai nạn cho gia đình, thân quyến, bản thân và nhân loại? Con xin chân thành cảm ơn thầy. Và câu thứ hai, xin thầy chỉ dạy cho làm cách nào để điều phục tâm nóng giận khi gặp chuyện không vừa ý. Làm bồ đề giai tâm nổi nóng, con biết tâm sân là hoàn toàn sai nhưng không sao ngăn cản tâm này. Kính thầy. Và câu kế.